Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, cho phép Phong được cảm ơn Thẩm mỹ viện Can Nam Cali đã bảo trợ cho TMP Channel. Quý vị nào muốn có gương mặt đẹp hơn, thân hình gọn nhẹ hơn hoặc sửa lại những phần sửa hư, sửa xấu từ Việt Nam, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Thẩm mỹ viện Can Nam Cali qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị 714-227-5789, 714-227-5789 hoặc gửi email là thẩmmỹviencannamcali@gmail.com. Thẩm mỹ viện Can Nam Cali at gmail.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn thẩm mỹ viện Can Nam Cali rất là nhiều và cũng cảm ơn tất cả khán thính giả. Và bây giờ như thường lệ thì chúng ta vẫn bước qua phần tin tức mỗi buổi chiều của chúng ta. Đầu tiên hết là Hoa Kỳ sẽ rút quân của họ ra khỏi Chad và trong khi đang tìm cách gọi là củng cố lại cái ảnh hưởng của mình tại Phi Châu. Bản tin từ Washington cho biết thì Ngũ Giác Đài sẽ cho rút hàng chục binh sĩ trong lực lượng đặc biệt của họ tại Chad trong vài tuần ngày tới. Một cái cuộc rút lui thứ hai của lực lượng của Hoa Kỳ có mặt tại đây trong việc chống lại nhóm Hồi giáo ISIS ở quốc gia ở Phi Châu, ở Tây Phi và ở Trung Phi. Theo tường trình của các giới chức đưa ra ngày thứ Năm, việc quyết định là rút ra 75 binh sĩ nằm trong lực lượng đặc nhiệm làm việc ở tại N'Djamena ở Chad, thủ đô của Capital là thủ đô của Chad, và trong đó vài ngày sau khi chính quyền Joe Biden cho biết là có thể rút 1.000 quân của họ ra khỏi Niger trong vòng vài tháng tới. Phía Ngũ Giác Đài cho biết là việc rút quân này là đáp ứng cái yêu cầu của chính quyền của Phi Châu là tái đàm phán lại các cái quy tắc và điều kiện dưới cái sự hiện diện của quân sự Hoa Kỳ hoạt động tại đây. Cả hai quốc gia cho biết là cái thời hạn của nó phải đứng về quyền lợi của cả hai quốc gia, và quyết định rút quân ra khỏi Niger và Chad được xem là một trong những cái thất bại của Hoa Kỳ ở tại Phi Châu khi tầm ảnh hưởng đã mất dần vào phía Tây của Nga và Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất, và đây là quốc gia thứ hai đã yêu cầu Hoa Kỳ rút quân sau khi mà cái quốc gia đầu tiên là Niger đã yêu cầu rút 1.000 binh sĩ của Hoa Kỳ ra khỏi khu vực này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, phía Nga cho biết họ sẽ hạ thấp các mối quan hệ với Hoa Kỳ nếu như mà tài sản của họ bị tịch thu và bị sử dụng để đóng góp cho ngân quỹ chiến tranh của Ukraine. Bản tin từ Moscow cho biết Nga sẽ duyệt xét hạ thấp cái mức ngoại giao của họ với Hoa Kỳ nếu các quốc gia Tây Phương vẫn tiếp tục bản kế hoạch là tịch thu tài sản đóng băng của họ để hỗ trợ cho phía của Ukraine. Và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga là ông Sergei Ryabkov đã cho biết trong ngày thứ Năm, khối G7 đang tìm cách sử dụng 300 tỷ Mỹ Kim tiền tài sản của Nga bị đóng băng sau lệnh cấm vận từ năm 2022 để hỗ trợ cho Ukraine đã bước qua năm thứ ba chống lại cuộc xâm lăng của Nga. Tuy nhiên, làm cách nào để sử dụng thì vẫn chưa có một cái giải pháp rõ ràng. Và Ryabkov nói rằng Moscow sẽ trả đũa nền kinh tế và chính trị nếu như mà tài sản của họ bị tịch thu. Và chúng tôi sẽ hạ mức các cái mối quan hệ ngoại giao của chúng tôi là một trong những cái đề nghị. Và đương nhiên là sẽ có những cái đại diện cao cấp trong chính quyền của chúng tôi sẵn sàng nói về vấn đề này trong vấn đề tài chính, kinh tế và kể cả phản ứng mạnh mẽ hơn, bao gồm việc mà sẽ trả đũa nhắm vào họ. Đó là lời phát biểu của ông này đưa ra. Chúng tôi đang nghiên cứu về các cái phản ứng và việc đối phó và phản ứng này chắc chắn sẽ xảy ra nếu như các quốc gia Tây Phương vẫn thực hiện tiến trình này. Đây được xem là phản ứng đầu tiên của Nga sau khi mà khối G7 đang thảo luận về việc sử dụng cái ngân sách gần 300 tỷ Mỹ Kim của Nga bị đóng băng ở các ngân hàng của Tây Phương và của Hoa Kỳ, lấy tiền lời đó để mà chi cho cuộc chiến tại Ukraine, ước lượng là từ 2.5 tỷ cho tới 5 tỷ Mỹ Kim một năm. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Âu Châu ngày hôm nay, Belarus lên tiếng cảnh báo là sẽ có một thảm kịch tận thế về nguyên tử nếu như Nga bị áp lực quá nhiều bởi khối Tây Phương. Bản tin mới nhất cho biết thì Tổng thống của Belarus là ông Alexander Lukashenko lên tiếng cảnh cáo là sẽ có một thảm kịch gọi là ngày tận thế về nguyên tử nếu như Nga tiếp tục bị áp lực bởi khối Tây Phương trong cuộc phát biểu tại Minsk trong ngày thứ Năm với giới truyền thông của Belarus. Và một điều mà chúng ta thấy rõ ràng là đang có những cái cuộc tranh chấp diễn ra, và điện lần này họ có thể sẽ sử dụng tới vũ khí nguyên tử. Ông Lukashenko, một đồng minh thân cận của ông Vladimir Putin, đã nói với tất cả các thành viên ở trong cái hội đồng lập pháp của
Belarus và các thông tin viên, và được xem là một cái hiến pháp cao nhất của quốc gia này đã thông qua một cái dự luật an ninh, trong đó mô tả rằng sự gia tăng cái mạng lưới của NATO ở xung quanh cái quốc gia ở phía đông của Âu Châu đang gây nguy hiểm cho hòa bình, và Moscow cần phải có một cái quan điểm tương tự. Và ông Lukashenko lên tiếng cảnh báo rằng sự gia tăng về căng thẳng trong nội địa của Nga có thể sẽ dẫn đến tình trạng là một cái cờ ngày đại tận thế. Và ông Lukashenko cho biết là ông đã thắng cử năm 2020, tuy nhiên đã không được thừa nhận bởi Hoa Kỳ và các quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu. Và cuộc giao tranh tại Ukraine, Belarus là quốc gia được xem là có cái đường biên giới phía nam của họ với lại Ukraine, là đã cho phép Nga sử dụng đường biên giới và lãnh thổ của họ để đưa quân vào phía của Ukraine. Và Belarus hiện nay gần như là không có một cái can dự trực tiếp vào cuộc chiến của Nga và Ukraine. Tuy nhiên thì ông Lukashenko đã lên tiếng và nói rằng Moscow sẽ không rút quân và Moscow sẽ không biến mất ở Crimea và ở phía đông của Ukraine. Điều này có nghĩa là vẫn chưa có thời gian để có các cuộc đối thoại, và nếu như mà Ukraine vẫn sống còn, Nga và khối Tây phương có thể sẽ đồng ý một cái thỏa thuận nào đó. Đây được xem là lời cảnh báo mới nhất của ông Lukashenko đưa ra ngay sau khi mà khối Tây phương đang thảo luận tới việc sử dụng 300 tỷ tài khoản của Nga để mà chi trả cho cuộc chiến tại Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, đầu tiên hết là cảnh sát đã được huy động ở một số trường đại học để ngăn chặn tình trạng biểu tình bài Do Thái, giữa lúc mà các sinh viên tốt nghiệp đang tiếp tục tăng cường cho cái cuộc biểu tình của họ vào ngày thứ năm phản đối cuộc chiến của Do Thái và Hamas ở trong các khuôn viên trường đại học từ California tới Texas. Và ngay lập tức cảnh sát đã được huy động tới để bắt giữ những kẻ biểu tình, trong lúc mà đang có những cái cuộc biểu tình từ bờ biển phía đông qua tới bờ biển phía tây. Các trường đang chuẩn bị đối diện với một cái buổi khai mạc và lễ khai trường trong tháng 5, và trong đó tại trường đại học Columbia New York thì các sinh viên vẫn đang cắm trại ở đây cho tới khi nào mà họ đòi hỏi tất cả các công ty ngưng cộng tác với lại phía Do Thái và chấm dứt việc gọi là hỗ trợ quân sự cho Do Thái. Và phía trường đại học này vẫn tiếp tục đàm phán với sinh viên. Đã có trên 100 người bị bắt giữ trong cái khuôn viên trường đại học này. Bên cạnh đó thì cảnh sát cũng đã bắt giữ một cách ôn hòa với các sinh viên đã tham gia biểu tình tại trường đại học University of Southern California vài giờ sau khi các giới chức của trường đại học Texas là ở Austin cũng đã bắt giữ hàng chục người trong cuộc đụng độ với các nhân viên công lực giữa những người biểu tình ủng hộ cho phía của Palestine đã diễn ra trên toàn quốc. Căng thẳng đã tăng cao ở các trường đại học Hoa Kỳ và kể cả trường USC sau khi mà trường này đã hủy bỏ một cái buổi lễ nói chuyện cho một cái những người được xem là ủng hộ cho Palestine, gây ra tình trạng lo ngại. Đây được xem là một trong những cái biến cố mới nhất liên quan tới các cuộc biểu tình của những kẻ ủng hộ cho Palestine và ủng hộ cho Hamas và có cái chủ nghĩa bài Do Thái đã cố gắng gây cuộc biểu tình trên toàn quốc ở trong các khuôn viên trường đại học để yêu cầu chấm dứt hỗ trợ cho Do Thái và chấm dứt việc mà họ nói rằng là tiếp tay cho Do Thái gây ra nạn diệt chủng. Đây được xem là cuộc biểu tình của những kẻ được mô tả là đi theo chủ nghĩa bài Do Thái và có một số người thì nằm trong cái phong trào gọi là ủng hộ cho người Palestine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, sau khi viếng thăm trường đại học Columbia thì chủ tịch của Hạ viện nói rằng chính tổ chức Hamas đã đứng phía sau các cuộc biểu tình này. Đó là một trong những lời khẳng định của ông. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã bay tới trường đại học Columbia vào ngày thứ Tư cùng với một số thành viên của lập pháp của Đảng Cộng Hòa gặp gỡ với các sinh viên Do Thái tại đây và đưa ra lời phát biểu nhắm vào cái nhóm ủng hộ cho Palestine. Và ông nói rằng những nhóm này đã được hậu thuẫn bởi nhóm Hamas. Ông Johnson đã phát biểu trên đài CNN ngay sau khi mà ông viếng thăm trường Columbia và ông nói rằng ông không bất ngờ khi mà đã nhận được cái phản ứng của các sinh viên, những người đã bắt đầu tìm cách gọi là tiếp cận với ông và họ không đón chào cái cuộc viếng thăm của chúng tôi và họ kêu gọi chúng tôi là phải ủng hộ cho cái hoạt động của họ. Và ông đặt câu hỏi liên với những người và biểu tình thì những người này đã tránh né và tôi có cảm thấy điều quan trọng là các tiếng nói đã được lắng nghe, không phải chỉ là ở Columbia mà nó hiện nay ở trên toàn quốc. Ông Johnson đã phát biểu với đài truyền hình CNN và chúng tôi đã thấy rõ ràng những cái hành động này và chúng tôi cho rằng là có những kẻ đứng phía sau và những kẻ này là những kẻ đã ủng hộ cho Hamas và nó không phải là những gì mà chúng ta và giá trị truyền thống của chúng ta tại đất nước Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những lời phát biểu của ông Mike Johnson đã đưa ra. Cùng một lượt trong ngày hôm nay thì 2/3 người dân Hoa Kỳ tin rằng nạn di dân bất hợp pháp là một cơn khủng hoảng thật sự, không phải là sự định hướng của giới truyền thông.
Gần 2/3 người dân Hoa Kỳ tin rằng nạn di dân bất hợp pháp là một cơn khủng hoảng thật sự và không phải là sự định hướng của giới truyền thông, theo một cuộc thăm dò đưa ra vào ngày thứ Năm. Bản tin mới nhất cho biết, cuộc thăm dò của tờ báo Axios đã thực hiện cùng với là Harris Poll cho thấy 51% Hoa Kỳ, người dân Hoa Kỳ nói rằng cần phải có một cái cuộc trục xuất hàng loạt đối với những di dân bất hợp pháp, trong đó gồm 42% của đảng Dân Chủ và 46% của các khối phiếu độc lập và 68% của khối phiếu của đảng Cộng Hòa. Các di dân bất hợp pháp được xem là một trong những cái nghị trình hàng đầu cho các cử tri trong cái cuộc bầu cử sắp tới và được xem là con số băng ngang qua rất cao dưới thời của Joe Biden. Chính quyền của Joe Biden được xem là bị quy trách nhiệm cho cơn khủng hoảng tại biên giới và 32% nói rằng cần phải có trách nhiệm một cách chính đáng hơn. Gần 7.3 triệu di dân bất hợp pháp đã băng ngang qua biên giới phía Nam kể từ khi ông Joe Biden lên làm tổng thống từ năm 2021. Con số được xem là cao hơn sở ở ít nhất là 36 tiểu bang theo tường trình của Fox News đưa ra ngày hồi tháng 2. Tôi nghĩ rằng đã gửi một thông điệp cho các nhà chính trị là phải kiểm soát, đó là chủ tịch của cái viện Harris Poll, vốn là một cựu về nghiên cứu và thăm dò của chính quyền Bill Clinton trước đây là Mark Penn đã đưa ra. Và trong đó thì cả ông Biden lẫn ông Trump đều đã viếng thăm biên giới phía Nam hồi tháng 2, tiếp theo việc mà đã báo động về tình trạng di dân bất hợp pháp tại đây. Và trong đó thì hai bên đã có một cái cuộc chạy đua khác nhau trong quốc hội. Ông Trump tuyên bố khi mà ông lên làm tổng thống thì ông sẽ trục xuất hàng loạt những di dân bất hợp pháp. Và trong khi đó thì Joe Biden lại đổ thừa cho cái trách nhiệm về một cái hệ thống bị đổ vỡ trong cái hệ thống di trú của Hoa Kỳ và từ chối đóng cửa biên giới. Đây được xem là một trong những cái cuộc thăm dò mới nhất cho thấy là 58% ủng hộ cho dọn đường cho cái việc mà dành cho những người nhập cảnh Hoa Kỳ một cách gọi là hợp pháp. Trong khi đó 46% tin rằng những kẻ tìm kiếm này cần phải được đi theo đúng lộ trình, và đây đã được xem là cuộc thăm dò mới nhất của ESOS đã đưa ra, và trong đó cho thấy 2/3 dân số Hoa Kỳ đồng ý cái gọi là di dân bất hợp pháp, tức là illegal immigrant, là một cái vấn nạn tại Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, DOJ, tức là Bộ Tư pháp, từ chối chuyển giao cái đoạn audio thẩm vấn ông Joe Biden của công tố viên Robert Hurt đã được yêu cầu bởi phía quê Hạ viện. Bộ Tư pháp trong ngày thứ Năm sẽ không đáp ứng cái trác hầu, trong đó yêu cầu cung cấp cái đoạn audio mà công tố viên độc lập Robert Hurt đã thẩm vấn với ông Joe Biden cho phía của Hạ viện, và trong đó họ nói rằng họ vẫn tiếp tục hợp tác nếu những đòi hỏi này chính đáng. Chủ tịch Ủy ban Giám sát ông James Comer và Chủ tịch Ủy ban Tư pháp là ông Jim Jordan đe dọa sẽ buộc ông Merrick Garland tội khinh thường quốc hội nếu như Bộ Tư pháp vẫn không chuyển giao những cái đoạn audio này. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp trong ngày thứ Năm nhắc lại rằng họ đã chuyển những cái bản transcript, tức là những cái văn bản cho về cuộc phỏng vấn của ông Jordan cho phía của công tố viên đặc biệt. Nếu như mà Ủy ban có mục tiêu tìm kiếm những thông tin từ Bộ Tư pháp cho cuộc điều tra của quý vị, thì mục tiêu này quý vị đã có. Đó là lời phát biểu của Thứ trưởng Bộ Tư pháp là Carlos Uriarte đã viết như trên, và chúng tôi đã hợp tác một cách phi thường. Tuy nhiên, Ủy ban đã có một cái phản ứng khác biệt là họ càng đưa cho quý vị thì quý vị càng đòi hỏi, và dường như là không đúng ý của quý vị là quý vị vẫn tiếp tục đòi hỏi. Đây là lời phát biểu của ông ta đưa ra. Trong khi đó thì phía Hạ viện cho biết họ có thể sẽ tống một cái trác và trong đó buộc tội ông Merrick Garland, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, về tội khinh thường quốc hội khi mà họ không chuyển giao những đoạn audio mà ông Robert Hurt đã phỏng vấn với lại ông Joe Biden, thay vì chỉ là cái văn bản về cái văn bản đánh máy. Và trong đó ông Hurt được xem là một công tố viên độc lập đã mở cuộc điều tra về việc ông Joe Biden đã giữ tập tài liệu mật. Tuy nhiên thì sau khi điều tra xong, ông kết luận Joe Biden là một kẻ không còn đủ trí nhớ, và vì vậy ông ta quyết định đề nghị Bộ Tư pháp là không truy tố đối với ông Joe Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, chính quyền của Joe Biden đã đi tới cực đoan khi họ ban cấm sử dụng tất cả những cái hệ thống máy sử dụng khí ga ở trong các tòa nhà của building. Chính quyền của Joe Biden đã đi tới một cái hành động được xem là cực đoan khi ban hành một số quy tắc mới không được phép sử dụng những cái khí ga và khí đốt thiên nhiên ở trong tất cả những tòa building của chính phủ liên bang, theo tường trình của Bộ Năng lượng đã loan báo vào ngày thứ Tư. Clean Energy for New Federal Building, đó là một trong những cái dự án của và chính quyền Joe Biden, và trong đó họ yêu cầu phải tháo gỡ tất cả những cái máy sử dụng bằng khí ga, bao gồm luôn cả những cái máy nưa lò nướng, hoặc là bao gồm luôn cả những cái hệ thống máy lạnh, là không thể sử dụng nguồn khí đốt thiên nhiên.
chính quyền của Joe Biden và Harris vẫn tiếp tục thực hiện cái chính sách này. Đó là lời phát biểu của bà Jennifer Gacrom, được xem là một trong những người đứng đầu của Bộ Năng lượng đã cho biết như trên. Tuy nhiên thì quy tắc này đã dẫn tới cái tình trạng gọi là có sự phản đối khá mạnh, và trong đó đặc biệt là cái hệ thống máy lạnh ở trong các tòa nhà của liên bang, và trong đó họ phải tháo vỡ tất cả những cái máy này ra khỏi tòa nhà liên bang từ đây cho tới năm 2025, và phải hoàn tất cái gọi là khí hậu môi trường cho cái dự án mới trong năm 2030. Và điều này có thể dẫn tới sự phản ứng khá mạnh của các viên chức nằm trong chính quyền liên bang, đặc biệt làm việc trong các tòa nhà của liên bang, bởi vì các tòa nhà này đều sử dụng cái hệ thống máy lạnh, và tất cả cái hệ thống máy lạnh này đều phải sử dụng bằng khí ga. Đây được xem là một trong những chính sách cực đoan của Bộ Môi trường nằm dưới chính quyền của Joe Biden nhằm thúc đẩy cái chương trình gọi là khí hậu xanh. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, chính quyền của Joe Biden đã chi cho công ty Micron 6.1 tỷ Mỹ Kim để thành lập công xưởng sản xuất chip điện tử ở New York và Idaho. Bản tin mới nhất cho biết thì công ty Micron sẽ nhận được 6.1 tỷ Mỹ Kim trong cái nguồn tài trợ của chính quyền liên bang để xây dựng cái nhà máy sản xuất về semiconductor ở tại New York và Idaho, theo tường trình của ông Joe Biden đưa ra ngày thứ Năm. Loan báo này khi mà ông ta bay tới Syracuse ở New York, và trong đó được xem là một nỗ lực mới nhất của ông ta để mà mang cái ngành semiconductor sản xuất tại Hoa Kỳ. Chúng ta cần phải có 40% trong thị trường, và hiện hết chúng ta phải đứng đầu trong việc sản xuất này. Đây được xem là một trong những cái chính sách của Joe Biden. Và kể từ khi mà chấm dứt đại dịch và cái ngành sản xuất chip điện tử ở hải ngoại đã bắt đầu bị giảm dần, và nó khởi động cho việc thiếu các cái nguồn chip điện tử trong lúc mà tình trạng lạm phát tăng cao, Joe Biden cam kết là sẽ không để cho Hoa Kỳ bị tổn thương một lần nữa. Và Hoa Kỳ hiện nay đang làm việc trong vai trò lãnh đạo trong kỹ nghệ chip, đặc biệt là phát triển về trí tuệ nhân tạo. Cả vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia vẫn việc cạnh tranh với Trung Quốc, và việc đầu tư để giúp cho công ty Micron có thể mang tất cả những cái nguồn sản xuất chip điện tử trở lại Hoa Kỳ lần đầu tiên trong vòng 20 năm. Đó là lời phát biểu của ông Chuck Schumer, là chủ tịch khối đa số tại Thượng viện ở New York, đã nói với các thông tin viên. Và số tiền 6.1 tỷ Mỹ Kim này trực tiếp nằm trong đạo luật Chips and Science Act, được xem là nằm trong cái ngân sách mà trước đây đã được thông qua năm 2022, nhằm gia tăng việc nghiên cứu và sản xuất về semiconductor tại Hoa Kỳ. Tòa Bạch Ốc cho biết số ngân quỹ này sẽ hỗ trợ cho việc xây dựng ít nhất là 2 công xưởng ở Clay, New York, và một cái ở Boise ở Idaho, và nơi mà được xem là có cái tổng đàn của công ty Micron. Và Bộ Thương mại cũng đồng thời đã chi ra khoảng 7.5 tỷ Mỹ Kim để chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ một cái việc sản xuất nào. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất, và công ty Micron dự tính đầu tư 125 tỷ trên toàn các tiểu bang trong vòng 2 thập niên tới để xây dựng một cái hành lang sản xuất về các chip điện tử cho các kỹ nghệ theo tường trình của Tòa Bạch Ốc đưa ra. Và đây được xem là một trong những cái nỗ lực của Joe Biden nhằm có thể giới hạn việc lệ thuộc nguồn semiconductor từ nước ngoài và tăng cường sản xuất tại Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Ủy ban Tư pháp đã mở một chiến dịch điều tra vào các công ty đã có hành động mà họ gọi rằng là cố tình tẩy chay cho những cái trang mạng xã hội mà bị đóng đinh bởi những cái công ty về quảng cáo. Bản tin mới nhất cho biết thì Đảng Cộng hòa ở tại Ủy ban Tư pháp tại Hạ viện đã mở cuộc điều tra vào 2 công ty có tiềm năng vi phạm vào đạo luật chống độc quyền khi mà họ tìm cách tẩy chay các cái platform, tức là các cái mạng xã hội mà được xem là không được ủng hộ. Chủ tịch của ủy ban là ông Jim Jordan đã gửi một lá thư cho James Quincy là giám đốc điều hành của công ty Coca-Cola, và David Hardy là giám đốc điều hành của Austin, được xem là một trong những cái công ty sử dụng cái năng lượng tái tạo. Và trong lá thư này, ông Jordan yêu cầu hai công ty phải cung cấp đầy đủ tất cả những cái tài liệu và những chứng từ đối thoại của họ với một cái tổ chức có tên gọi là World Federation of Advertisers, gọi tắt là WFA, tức là một cái tổ chức về liên minh quảng cáo, và cái tổ chức thứ hai là Global Alliance for Responsible Media, gọi tắt là GARM, bắt đầu từ năm 2019. Và cả hai công ty này đã tìm cách thỏa hiệp và đã vi phạm vào cái đạo luật chống độc quyền khi mà họ tìm cách loại trừ các trang mạng xã hội mà đã không được ủng hộ. Việc này đã dựa trên cái cuộc nói chuyện của một trong những nhân vật podcast nổi tiếng là ông Joe Rogan và ông Elon Musk, chỉ ra cho thấy là các công ty này
và các tổ chức này đã tìm cách loại trừ quảng cáo ở trên các trang mạng xã hội của họ khi họ bị xem là đi ngược lại và có cái khuynh hướng chính trị đối lập với các trang mạng xã hội khác, hoặc là đối với là cái nhóm được xem là đi theo cái khuynh hướng khuynh tả. Ông John cho biết Coca-Cola là member của GAIM, trong đó Coca-Cola có vị trí đã sử dụng cái quyền lực của GAIM để tìm cách không quảng cáo ở trong các cái tiếng nói và ngăn chặn những tiếng nói độc lập và những tiếng nói mà được xem là đối lập. Và bằng chứng cho thấy là quỹ ban đang dự đoán Coca-Cola sử dụng cái vai trò thành viên của họ để phối hợp với là các thành viên khác của GAIM để quyết định là cái platform nào được phép quảng cáo và những cái nội dung nào được phép quảng cáo. Và dường như họ đã có những hành động ngăn chặn tất cả quảng cáo trên những cái trang mạng xã hội được xem là ủng hộ cho cái quyền tự do ngôn luận và quyền tự do nằm trong tu chính án số 1. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất mà trong lá thư này, thì trong đó thì họ cũng nhắc tới Spotify gồm có 270 cái nhóm chuyên gia về y tế, các khoa học, các chuyên gia và các cái nhà gọi là chuyên về viễn thông đã gọi cái là hủy bỏ tất cả những cái bài phát biểu của ông Rogan dựa trên những cáo buộc của ông liên quan tới cái vấn đề của đại dịch 19. Và ông Rogan nói rằng ông đã không có chích vaccine và ông tự điều trị bằng một cái loại thuốc khác để mà đối phó với lại con COVID-19. Và điều này dẫn tới họ đã tẩy chay cái chương trình podcast của ông Joe Rogan và kể cả trang mạng Platform X của ông Elon Musk. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay, công ty Biden chẳng thà để cho công ty TikTok bị cấm cửa tại Hoa Kỳ, nhưng mà họ tuyên bố là sẽ không rút vốn ra khỏi công ty TikTok. Bản tin mới nhất cho biết thì chủ nhân của công ty TikTok là công ty Biden tại Trung Quốc có thể sẽ đóng cửa công ty TikTok tại Hoa Kỳ còn hơn là bán nó lại cho các công ty của Hoa Kỳ nếu như mà các nỗ lực pháp lý của họ bị thất bại, nguồn tin cho biết. Và họ cho rằng cái thuộc tính của công ty TikTok được xem là điều kiện cốt lõi để điều hành toàn bộ công ty Biden, và họ nói rằng TikTok chỉ là một cái phân bổ kiếm tiền của họ. Và công ty Biden nói rằng đây chỉ là một trong những cái công ty mà được xem là có những cái gọi là những cái thuộc tính toán cốt lõi của họ, và họ không thể để rơi vào tay của các tay mua của Hoa Kỳ. Và trong cái kịch bản tệ hại nhất, họ chấp nhận đóng cửa công ty TikTok tại Hoa Kỳ thay vì là bán lại cái cổ phần của họ và thoát vốn của họ ra khỏi công ty TikTok. Điều này cho thấy là Biden đã thực hiện một cái ý đồ theo quyết định của nhà nước Cộng sản Trung Quốc, quyết định là chẳng thà đóng cửa công ty TikTok hoặc là sử dụng áp lực của những người sử dụng để thay đổi cái luật lệ mà ông Joe Biden đã ký, thay vì là công ty Biden thoát vốn ra khỏi công ty TikTok. Đây được xem là một trong những cái quyết định mới nhất đã được đưa ra, mà nhiều chuyên gia cho rằng quyết định này được đưa ra bởi chính đảng Cộng sản Trung Quốc chứ không phải là công ty Biden, vì đứng trên phương diện thương mại thì không ai bỏ đi một cái công ty đã kiếm lời cho mình mà không có một cái đồng nào thu vào. Và do đó họ cho rằng đây là quyết định mang tính chính trị của nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay, một trong những liên minh NATO đã lên tiếng và nói rằng Trung Quốc phải chấm dứt việc hỗ trợ cho Nga nếu như họ muốn có quan hệ tốt với khối Tây Phương. Đây là một trong những nhận định mới nhất. Bản tin từ Berlin cho biết Trung Quốc cần phải chấm dứt việc hỗ trợ cho Nga trong cuộc chiến tại Ukraine nếu như họ muốn có một mối quan hệ tốt với khối Tây Phương. Tổng thư ký của Liên minh NATO là ông Jens Stoltenberg đã đưa ra lời phát biểu vào ngày thứ Năm cảnh báo Bắc Kinh là sẽ có những cái ngôn ngữ được xem là bất bình thường tệ hại nếu như họ không làm theo cái hướng này, và họ sẽ không đạt được cả hai đường hướng. Trong chuyến viếng thăm tới Berlin thì lãnh đạo của lực lượng quân sự khối Tây Phương nói rằng Bắc Kinh đã giúp cho Moscow trong cuộc chiến này, và rõ ràng là họ đang hỗ trợ cho nền kinh tế của Nga bằng cách chia sẻ những cái kỹ thuật cao cấp bao gồm luôn cả semiconductor. Vào tháng năm ngoái thì phía Nga đã nhập cảng ít nhất 90% các cái loại chip gọi là microelectronics từ Trung Quốc sử dụng để sản xuất hỏa tiễn, xe tăng và các chiến đấu cơ. Trung Quốc đồng thời làm việc đã cung cấp cho Nga cái hệ thống vệ tinh và tất cả những hình ảnh cần thiết, ông Stoltenberg đã đưa ra. Và Trung Quốc nói rằng muốn có mối quan hệ tốt với khối Tây Phương cùng một lượt, Bắc Kinh vẫn tiếp tục có những cái hoạt động được xem là củng cố và gây tranh chấp vũ trang tại Âu Châu kể từ khi chấm dứt đề nghị thế chiến thứ này. Họ không thể có cả hai. Đó là lời phát biểu và lời cảnh cáo của ông. Ông Stoltenberg đã lưu ý là các đồng minh Tây Phương sẽ
có hành động chống lại tùy thuộc vào thái độ của Trung Quốc đối với Nga. Và trong quá khứ chúng tôi đã có những cái lỗi lầm bởi vì đã lệ thuộc vào nguồn dầu khí của Nga và lờ nguồn khí đốt của Nga. Chúng tôi sẽ không tái lập lại cái lỗi lầm này với Trung Quốc và tùy theo cái tiền của họ và tất cả những nguyên liệu của họ và tất cả kỹ thuật của họ, nó sẽ làm cho chúng tôi bị tổn thương. Đây được xem là một trong những lời cảnh báo mới nhất của phía ông Jens Stoltenberg đưa ra. Giao dịch của Nga và Trung Quốc trong vấn đề mậu dịch đã đạt tới cái mức kỷ lục là 240.1 tỷ Mỹ Kim năm 2023, gia tăng 26.3% so với một năm trước đó, theo dữ liệu của Trung Quốc đưa ra. Và các chuyến hàng của Trung Quốc gửi qua Nga đã tăng 46.9% trong năm 2023 và nhập cảng từ Nga đã gia tăng lên từ 13%. Đây được xem là một trong những cái chi tiết khá quan trọng và bây giờ khối Tây Phương đã bắt đầu có thái độ cứng rắn với Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu và Trung Quốc ngày hôm nay. Cũng liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay, Ba Lan chi ra 2.9 tỷ Mỹ Kim để nhận các cái phụ tùng về hỏa tiễn từ Nam Hàn và Hoa Kỳ. Bản tin từ Warsaw cho biết thì Bộ Quốc phòng của Ba Lan đã ký một cái hợp đồng và mua khoảng 72 cái loại gọi là bệ phóng hỏa tiễn có tên gọi là K-239 của Nam Hàn sản xuất, nằm trong cái công ty gọi là Hanwha Aerospace, trị giá 1.6 tỷ Mỹ Kim. Một công ty quốc phòng đã đưa ra trong một cái bản statement, và thỏa thuận này đã được ký vào ngày 25 Tây, trong lúc có chuyến viếng thăm chính thức của phái đoàn của Ba Lan tới Nam Hàn và dẫn đầu bởi đệ nhất thứ trưởng đặc trách về Bộ Quốc phòng là Pavel Chabeda. Và việc phát triển này cho thấy là Warsaw và phía của Seoul đã bắt đầu có những cái hoạt động tài chánh, mà trong đó gần như là Nam Hàn sẽ bắt đầu xuất cảng các loại vũ khí cho phía của Ba Lan, và phía của Ba Lan cũng đang cần một số những vũ khí này. Thủ tướng của Ba Lan là Donald Tusk đã lên tiếng cho biết rằng họ cũng sẽ mua thêm FA50, các loại tấn công hạng nhẹ và K9 Horse Wizard và các loại K2 Black Panther 10 của các công ty của Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những cái thương lượng mua bán mà Ba Lan đã đạt được với cả Hoa Kỳ và Nam Hàn, và tổng số vũ khí mà Ba Lan đã mua từ cả Nam Hàn lẫn Hoa Kỳ trị giá 2.9 tỷ Mỹ Kim, và trong đó 1.6 tỷ Mỹ Kim sẽ chi ra cho cái bệ phóng hỏa tiễn từ phía của Nam Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ, của Ba Lan và của Nam Hàn ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Pháp và Philippines đã bắt đầu đối thoại để ký một cái thỏa thuận cho phép lực lượng đôi bên có thể viếng thăm lẫn nhau, theo tường trình của Đại sứ Pháp đưa ra. Bản tin từ Manila cho biết thì Pháp và Philippines sẽ bắt đầu các cuộc đối thoại vào tháng tới trong cái hợp tác về quốc phòng cho phép quân đội của hai quốc gia có thể viếng thăm và tập trận trên lãnh thổ của nhau, theo tường trình của Đại sứ Pháp đưa ra vào ngày thứ Năm. Pháp và Philippines chính thức đã có cuộc gặp gỡ, sẽ có cuộc gặp gỡ tại Paris vào tháng tới trong các cuộc đối thoại liên quan tới việc mà một cái thỏa thuận về quốc phòng cho phép quân đội của đôi bên thăm viếng lẫn nhau và tập trận trên lãnh thổ của nhau. Theo tường trình của Đại sứ Pháp là ở tại Philippines là bà Mary Fontanel đã đưa ra, bà cho biết là lãnh đạo quốc phòng của đôi bên đã đồng ý tại Manila vào tháng 12 năm ngoái để theo đuổi cái thỏa thuận này. Chúng tôi vẫn có cơ hội vào tháng 5 để bắt đầu chính thức các cuộc đàm phán và ít nhất là sẽ thảo luận mọi thứ. Đó là lời phát biểu của bà Fontano đã đưa ra trong cuộc họp báo đặc trách về cái vấn đề. Có một nhân vật được xem là đặc trách về Indo-Pacific của Pháp là Mark Appenshaw. Và Philippines trong thời gian gần đây đã ký thỏa thuận với phía Hoa Kỳ và phía Úc, và thỏa thuận này là cung cấp một cái hệ thống khung làm việc cho việc mà mở đường cho lực lượng ngoại quốc có thể tiến vào quốc Philippines. Manila vẫn đang tìm cách có được những cái thỏa thuận tương tự với các quốc gia khác, trong đó bao gồm luôn cả Nhật Bản và Pháp, và đồng thời đang có những sự căng thẳng với Trung Quốc trên Biển Đông. Theo hiến pháp được tu chính năm 1992, thì sau khi bà Aquino trở thành tổng thống, bà ta đã thúc đẩy quốc hội của Philippines tu chính bản hiến pháp không cho phép quân đội ngoại quốc được trú đóng lâu dài trên lãnh thổ của Philippines. Và hiện nay thì ông Marcos đã bắt đầu cho lật đổ cái bản tu chính này và đang tìm cách tránh né cái ngôn ngữ trong bản tu chính bằng cách là ký hiệp ước và cho phép trú đóng ngắn hạn trên lãnh thổ của Philippines bởi các lực lượng ngoại quốc. Khu vực của quần đảo Trường Sa, nơi đang có tranh chấp của Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan, đã khiến cho Philippines đã phải thúc đẩy một cái chính sách cứng rắn để bảo vệ chủ quyền của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của
Á Châu ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!